Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có hơn 50.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tính trung bình thì cứ mỗi ngày trôi qua, Việt Nam lại có thêm gần 340 doanh nghiệp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong tháng 5 năm 2017, cả nước có gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 119.000 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 485.000 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục đào tạo, y tế và dịch vụ du lịch.